Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Chết tiệt, cái con ngựa kỳ lân đó chạy nhanh thật. Một tí nữa, chúng ta giết được nó rồi. Trưởng lão ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Quay về hay ở lại đây tiếp tục tìm kiếm? Khó khăn lắm, chúng ta mới nhìn thấy được đó. Không được bỏ cuộc. Nào, mau chia ra, tìm tất cả các ngõ ngách. Phải bắt được nó, phải lấy máu và thịt của nó đem về. Lũ con người thật độc ác, cũng may mình chạy thoát được. Chào các bạn, tôi hôm nay là một chú ngựa kỳ lân, người phát đầy tia điện. Tôi cũng không biết tại sao tôi có khả năng đặc biệt như thế nữa, nhưng bởi vì nó quá kỳ lạ nên khiến cho loài người tiền sử ở thế giới này rất tham lam, muốn bắt ăn thịt uống máu của tôi để hút lấy sức mạnh kỳ bí này. Hôm nay vì thèm cái món khói khẩu của mình là loài ho di động, tôi đã lén ra đây và vô tình bị loài người phát hiện, đuổi đến chân núi này. Tới đây chắc có lẽ các bạn sẽ thắc mắc, cha mẹ tôi là loài nào, tại sao tôi không sống chung với bầy đàn của mình. Xin thưa với các bạn, từ lúc tôi mở mắt chào đời thì tôi thấy thế giới này chẳng có thứ gì cả. Sau đó thì cây cỏ thực vật bắt đầu mọc, đôi các loài động vật bắt đầu xuất hiện. Thời gian đã trôi qua hàng trăm triệu năm, tôi thì vẫn như thế, không lớn và cũng không già, cứ sống ẩn dật như vậy mà thôi. À, có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với! Lũ ác quỷ này đang hút máu tôi. Tôi bị bệnh si đa hồn dịch lộ mà bọn chúng cũng không ra. Là một lũ ác quỷ đang tấn công một tên con người hay sao? Không được, mặc dù loài người rất xấu xa, nhưng mình thấy chết không cứu là không được. Giết, xé xác, ăn thịt. Với cái khả năng kỳ lạ, người đầy điện mà tôi nói hồi nãy đó, tôi cũng dễ dàng sử dụng nó và hạ hết lũ quỷ này. Này, tên con người, người có sao không? Tôi bị thương ở chân, không đứng dậy được. Là ngựa kỳ lân. Người, đừng có sợ, người. Ta không báo thù việc loài người các ngươi luôn chi giết ta đâu. Ta thấy chết nên ra tay cứu giúp mà thôi. À, ngươi đi đâu mà tại sao lại xuất hiện nhiều con quỷ tấn công ngươi thế này? Cảm ơn. Tôi theo lệnh của trưởng lão con người đi khắp ngõ ngách để tìm chi giết ngài. Nhưng thật không ngờ tôi phát hiện được một cánh cổng không gian lạ lắm. Từ cánh cổng đó đã có tiếng nói kêu tôi hãy mở cổng ra. Kết quả tôi mở ra thì lũ quỷ này hồ ra tấn công tôi. Cái gì? Lũ quỷ xuất hiện từ một cánh cổng không gian à? Mau nói cho tôi biết cánh cổng đó giờ đang ở đâu. Phía trước. Tôi cũng nhanh chóng phi nước đại theo hướng về phía cánh cổng đó. Hồng muốn xem xét coi lũ quỷ có thật sự đến từ đó hay không. Nhưng thật không ngờ xuất hiện trước mặt tôi là một cánh cổng hình vòm. Thứ này tôi cảm thấy rất quen thuộc. Hả? Nó đang khởi động mở ra kìa. Hay là mình qua thử cánh cổng này để xem thế giới bên kia là gì. Nơi này là nơi nào? Sao âm u thế? Nhưng nó mang cho mình một cái cảm giác rất là quen thuộc, rất là ấm áp. Không lẽ thế giới này chính là quê hương của mình hay sao? Ủa, còn những cái thứ này là gì nữa chứ? Hả? Nó phát ra một nguồn năng lượng khiến mình dễ chịu quá. Wow, người của mình to hơn, lớn hơn, còn thay đổi hình dạng nữa. Trời đất ơi, mình cũng đã dậy thì rồi, mình đủ tuổi lấy vợ rồi. Mời đẹp. Tôi bắt đầu vô cùng tò mò về cái thế giới u ám này. Tôi mần theo cái con đường mòn tiến về phía trước. Lúc này tôi phát hiện rất là nhiều con quỷ đã từng xuất hiện và tấn công loài người. Bọn chúng chắc chắn là những kẻ không tốt lành gì rồi. Tôi nhanh chóng sử dụng sức mạnh mới cùng với cơ thể mới
vung cái móng vuốt lên và giết chết bọn chúng trong tích tắc. Có kẻ nào to gan dám vào tận nơi đây quậy phá lãnh địa của ta thế? Cái gì? Là một con kỳ lân ánh sáng à? Người biết ta à? Mau nói cho ta biết. Ta thật sự là ai? Nhà của ta đang ở đâu? Cha mẹ ta giờ đang nơi nào? Hỗn kiếp, cha mẹ ngươi đã chết hết rồi. Hãy xuống địa ngục gặp họ đi. Hả? Lại? Thì ra lũ quái vật ở đây biết rõ thân thế của mình. Không được, mình phải tìm cách để điều tra sự thật. Tôi cũng nhanh chóng chạy tiếp tục vào con đường mòn, tiến sâu vào nơi tăm tối này hơn. Thật không ngờ bên trong này lại xuất hiện ánh sáng bởi những thứ hoa dạ quang vô cùng đẹp mắt. Hả? Đặc biệt lại xuất hiện thêm một con quỷ, là một con quỷ chó ba đầu. Đây, ngươi là ai? Ai cho ngươi vào nơi đây? Tôi tới đây là để tìm về nguồn gốc của mình, tìm về quê hương cha mẹ tôi. Hả? Không thể nào. Lời kỳ lân ánh sáng đã bị chúa tể của bọn ta tiêu diệt sạch sẽ cách đây hàng trăm triệu năm rồi. Ngươi nói cái gì? Lời của ta bị ác quỷ tiêu diệt rồi à? Đúng vậy. Ban đầu nơi này được gọi là thế giới ánh sáng, tồn tại song song với thế giới của loài người. Lũ quỷ bọn ta đã âm mưu muốn chiếm lấy thế giới ánh sáng này và biến nó thành thế giới bóng tối, sau đó tìm cách để sang thế giới của con người và thâu tóm tất cả. Ta nói với ngươi nãy giờ là quá đủ rồi, đến lúc ta sẽ cắn chết ngươi để xóa sổ luôn loài kỳ lân. Đáng ghét. Mình phải báo thù lấy lại thế giới quê hương của mình. Đặc biệt có thêm một cột năng lượng nữa kìa. Trời đất ơi, năng lượng này không còn tác dụng với mình nữa. Cấp báo, đại vương ơi, có một con kỳ lân ánh sáng xuất hiện ở đầu cổng, giết hết binh lính của chúng ta. Bọn mày nói cái gì? Kỳ lân ánh sáng à? Không thể nào, lúc trước đã bị bọn ta tiêu diệt sạch sẽ hết rồi mà. Thì ra đây là chúa tể ác quỷ. Hắn bự quá. Kì, thưa đại vương, con kỳ lân ánh sáng nó chạy ngang qua kìa. Không được rồi, mình phải nhanh chóng tìm những nguồn năng lượng còn sót lại để hấp thụ, để hồng trở nên mạnh hơn thì mới có thể chống lại bọn chúng. Mau, giết chết con kỳ lân ánh sáng nó đi. Chết tiệt tên. Mình cảm nhận thấy rồi. Kìa, đúng nguồn năng lượng này rồi. Mình cảm thấy thật dễ chịu. Được rồi, mình sẽ nuốt nó vào bụng luôn. Lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi cũng lanh trí. Thay vì tấn công trực diện lũ ác quỷ, thì tôi tranh thủ đi tìm kiếm những nguồn năng lượng mà đồng loại của tôi đã để lại tại quê hương bị phá vỡ này. Tôi cuối cùng cũng tìm được một cục năng lượng vô cùng lớn và nuốt nó vào bụng. Thật không ngờ, người của tôi lại phát triển to hơn. Lúc này, da của tôi bắt đầu xuất hiện những cái vảy vô cùng kỳ quái và cứng cáp. Râu của tôi mọc dài hơn, sừng bắt đầu to và sắc nhọn hơn. Trời đất ơi, đẹp quá! Mẹ kiếp, lũ vô dụng này, chúng mày để nó hấp thu lấy năng lượng của loại kỳ lân, hiện nó biến thành kỳ lân ánh sáng chúa tể rồi kìa. Thì ra đây chính là sức mạnh của kỳ lân ánh sáng chúa tể. Hay lắm, đến lúc rồi, ta sẽ tiêu diệt ngươi, thì chúa tể ác quỷ kìa. Ta sẽ giành lấy quê hương này lại cho bọn ta. Không, ngươi giết chết ta, ngươi không bao giờ lấy lại được thế giới này đâu. Ta đã sinh sôi nảy nở rất nhiều ấu trùng mầm mống phù quỷ bóng đêm ở khắp mọi nơi. Bọn chúng nở ra thì cả thế giới này cùng với thế giới của loài người sẽ thuộc về loài quỷ của bọn ta. Come on,
xuống địa ngục chịu tội đi. Thằng nói hắn đã đẻ rất là nhiều ấu trùng quỷ à. Chết tiệt, mình phải tìm ra bọn chúng, tiêu diệt bọn chúng trước khi bọn chúng nở ra. Nếu không sẽ quá trễ, mình sẽ không cứu được thế giới này cùng với thế giới của con người. Tôi cũng len lỏi khắp hang động và đi xuống những nơi tăm tối nhất để bắt đầu cuộc hành trình hủy diệt ác quỷ ấu trùng.